Chào bà con nông dân và các bạn. Trong những năm qua, các giống cây rau màu như ngô, đậu tương, khoai tây được lựa chọn là một trong những cây trồng chính và mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất vụ đông ở Vĩnh Phúc. Vì vậy, việc lựa chọn những giống mới có năng suất chất lượng cao để gieo trồng luôn được các nhà quản lý ngành nông nghiệp và bà con nông dân đặc biệt quan tâm. Nhiều giống mới được đưa vào trồng thử nghiệm, được người dân ủng hộ và cho hiệu quả kinh tế cao hơn các giống đối chứng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tích cực đưa những giống cây con có giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt tới người nông dân. Thông qua các hội thảo, hội nghị, tham quan đầu bờ, đánh giá mô hình, người nông dân được nắm bắt và trực tiếp tiếp cận với những giống mới. Đồng thời, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Trung tâm Giống cây trồng, cung cấp và chuyển giao những giống mới có hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Theo đánh giá bước đầu, hiện nay các dự án như trồng ngô biến đổi gen ở xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, khoai tây ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, bí ở xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Thì trồng cái khoai tây này thì nó cũng có mấy cái thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con xã viên, chính là người ta cũng là cho thuê ruộng và người ta cũng làm luôn trên mảnh đất của người ta, cho nên là cái phần thu nhập người ta cũng rất là khá. Thứ hai là quá trình canh tác như vậy là trên cái đồng ruộng đó là nó sẽ tơi xốp và sạch sâu bệnh, cắt đứt cái chuỗi sâu bệnh cho các vụ sau. Kinh nghiệm cho thấy cho đến nay là chúng tôi đã chuyển giao và đưa cái chương trình như thế này là ba năm nay rồi, thì thấy tất cả những cái chân ruộng mà trồng khoai tây thì sau này bà con nông dân là gieo cấy canh tác là rất rất thuận lợi và lúa là tốt, sâu bệnh là hạn chế, do là đẩy cái năng suất của cái lúa chiêm xuân lên. Tại hội nghị tham quan đầu bờ mô hình sản xuất một số giống đậu tương mới vừa diễn ra tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, các giống đậu tương DT2008, DT2010, DT2012, đặc biệt là giống đậu tương đen DT2008 do Viện Di truyền Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo là giống có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, đưa gieo trồng với quy mô 10 hecta do Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Trịnh 10 thực hiện. Kết quả cho thấy các giống đậu tương đều sinh trưởng phát triển khá, thời gian sinh trưởng ngắn hơn từ 10 đến 15 ngày, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết và điều kiện canh tác của địa phương. Các giống tham gia mô hình đều có số quả trên cây cao hơn so với giống đối chứng từ 2 đến 8 quả một cây. Đặc biệt, năng suất cao hơn giống đối chứng từ 25 đến 30 kg một sào. Giá trị kinh tế cao hơn giống đối chứng gần 290.000 đồng một sào, tương đương 7,9 triệu một hecta. Cái giống 2008 này là giống mới, chúng tôi đang làm được 1 đến 2 vụ rồi. Nhưng vụ đông này là rất là đẹp. Thì nó ưu điểm hơn của cái GT84 là sinh trưởng phát triển tốt, phân cành khỏe, chất lượng thì là tốt. Năng suất của nó là từ 80 đến 85 cân trên một sào, còn như GT84 kia là chỉ được 45 đến 50 cân. Tham gia thực hiện mô hình trồng các giống đậu tương mới, các hộ nông dân được tiếp cận với bộ giống mới có những ưu điểm phẩm chất tốt, đồng thời được nâng cao kiến thức, kỹ thuật gieo trồng. Với những ưu điểm vượt trội của các giống đậu tương mới, thời gian tới, Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nhân rộng và cung cấp giống cho bà con nông dân để gieo trồng đại trà. Từ thành công trong việc trồng thử nghiệm các giống mới tại địa phương, mở ra cơ hội về hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, nhiều hộ nông dân cũng mong muốn tiếp tục được tiếp cận với những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt để nâng cao thu nhập. Mặc dù trong chăn nuôi, đôi khi người nông dân còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, dịch bệnh, giá cả bấp bênh, nhưng nhờ sự cố gắng khắc phục duy trì đàn vật nuôi nên đã giúp cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh có được việc làm, nâng cao được thu nhập cho gia đình. Mời bà con nông dân và các bạn đến thăm các mô hình này để hiểu hơn những khó khăn, thuận lợi của người chăn nuôi trong phần tiếp theo của Mục Nhà Nông Làm Giàu hôm nay. Trong những điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế của hội viên nông dân xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, cán bộ hội viên ở đây vẫn thường nhắc đến anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Bồ Thầy, một hội viên nông dân làm kinh tế giỏi nhiều năm liền bằng mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng kết hợp nuôi ong và nái bò, hàng năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng. Qua tìm hiểu thị trường, anh Thành nhận thấy việc phát triển chăn nuôi gà và gia cầm trên địa bàn xã đang cho hiệu quả kinh tế. Từ đó, anh đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi hơn 1.000 gà đẻ trứng, nhưng do ban đầu chưa có kinh nghiệm, đàn gà của anh hay bị bệnh và phát triển kém. Không chấp nhận thất bại,
Năm sau anh đầu tư nuôi 7.000 con vịt thịt, gà thịt. Sau dần anh chuyển sang nuôi lại gà đẻ trứng. Hiện nay trong chuồng nhà anh có 4.000 con gà đẻ trứng đang trong thời gian cho thu hoạch. Anh Thành cho biết ban đầu việc chăn nuôi của anh gặp khó khăn là do thiếu kinh nghiệm, lại không có kiến thức về chăn nuôi. Do vậy nguy cơ thất bại cao và năng suất đẻ trứng của đàn gà kém hiệu quả. Nhờ sự kiên trì, tích cực, tìm hiểu kinh nghiệm chăn nuôi, đàn gà được anh chăm sóc đã phát triển tốt cho năng suất hiệu quả cao. Anh cho biết gà là loài dễ nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao. Chuồng trại chăn nuôi đơn giản, chỉ cần mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông là đàn gà có thể lớn nhanh, không tốn kém nhiều chi phí. Hiện nay giá trứng ngoài thị trường là 1.500 đến 1.600 đồng một quả. Số lượng gà đẻ đạt 70%. Ngoài chăn nuôi gà đẻ trứng, vợ chồng anh còn nuôi 15 đàn ong, 3 nái bò và bồ câu. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, mô hình chăn nuôi này cũng cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, ông Lê Xuân Năng, xã Đào Trù, huyện Tâm Đảo đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Năm 2011, ông Năng bàn với gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi lợn. Mới đầu, do thiếu vốn nên gia đình ông chỉ xây dựng chuồng trại với quy mô nhỏ. Sau khi đã tích lũy được một số vốn kha khá, cộng với những kiến thức từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gia đình ông đã đầu tư mở rộng diện tích khu vực chăn nuôi. Hiện nay gia đình ông đang chăn nuôi gần 100 con lợn thịt. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay, gia đình ông Năng đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình ông ngày càng được cải thiện. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Lê Xuân Năng được hội viên nông dân đánh giá là một trong những điển hình đem lại hiệu quả trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.